Chào tất cả các bạn, mình là Thuận Kevin Triệu. Thì nay mình sẽ làm báo giá chiếc xe Kia Sorento, Sorento All New 2021 nhé các bạn ha. Chương trình đóng tháng 6. Thì chương trình đóng tháng 6 này thì nó rất ưu đãi rất là nhiều nhé các bạn ha. Thì về chiếc Sorento máy dầu Signature thì giá hiện tại của nó là 1 tỷ 349 triệu, thì chúng ta sẽ được giảm 30 triệu nhé. Nó chỉ còn là 1 tỷ 319 thôi. Và chúng ta sẽ được tặng bảo hiểm và chất thân xe 1 năm quy đổi 17 triệu nhé các bạn ha. Thì tất cả các phiên bản đều được giảm là 30 triệu và tặng bảo hiểm nhé các bạn. Thì chi tiết về khuyến mãi thì các bạn cứ liên hệ em trên số điện thoại là 0962385818 ha. Thì đây là trước mặt chúng ta là chiếc Sorento 2.2 Signature máy dầu full option màu đen nhé các bạn ha. Màu rất là đẹp. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây đó là về hệ thống là đèn full LED bi projector, giá đèn LED ban ngày. Phía dưới này chúng ta sẽ có là cụm đèn sương mù dạng LED luôn. Ở đây trung tâm đây chúng ta sẽ là bộ radar bằng cảm biến ultrasonic ha, để chúng ta phát hiện vật cản cũng như sử dụng cái chức năng là SCC, chức năng Smart Cruise Control nha. Và chúng ta sẽ có là cam 360 và chúng ta sẽ có 4 cảm biến trước. Trái tim của động cơ là động cơ 2.2 Smart Trim, động cơ thế hệ mới, là công suất 198 mã lực và hộp số là 8 cấp liên hiệp kép ướt ha. Cái hộp số này thì giúp chúng ta là sang số một hơn và tiết kiệm hơn. Dưới này chúng ta sẽ là bộ la răng 19 inch lốp 19 lên nhé các bạn ha, giúp chúng ta vận hành êm ái và mượt mà hơn. Đây thì chúng ta sẽ có gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện và tích hợp đèn bảo rẽ ha. Ở đây chúng ta sẽ có bộ cam 360 dưới này. Ở đây chúng ta sẽ có nút bấm, thì giúp chúng ta khi mang chìa khóa theo người thì chúng ta chỉ cần bấm nút bấm ở đây thôi là chúng ta có thể là mở cửa và khóa cửa luôn. Thì không gian nội thất thì như các bạn cũng đã tìm hiểu rất nhiều ha. Thì nội thất của chiếc Sorento được nó thiết kế theo tính sang trọng và nó thanh thoát hơn, các chi tiết rất là tỉ mỉ nhé các bạn ha. Như cùng núm xoay này thì chúng ta sẽ có được phay dạng kim cương, nó rất là tinh tế luôn. Các nút bấm này nó cũng vậy luôn nhé các bạn ha. Các chi tiết nút bấm như là nút bấm điều hòa nó cũng được phay các chi tiết kim cương, bây giờ nó tinh tế hơn. Vô lăng của chúng ta sẽ là vô lăng bục da 3 chỗ ha, có tính năng như là nghe gọi điện thoại đánh tay, rồi chỉnh âm lượng, rồi cũng như là đó, rồi vô lăng. Đây màn hình của chúng ta sẽ là màn hình dạng LED hết nhé các bạn ha. Có Smart Cruise Control, có lệch làn đường, đèn tự động, lấy chỉnh số trên vô lăng, rồi Start Top. Hệ thống loa chúng ta sẽ là hệ thống 12 loa Bose, gương chiếu hậu chống chói, rồi dần đèn dần LED các bạn ha, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đó. Rất là đẹp. Về chi tiết khuyến mãi thì các bạn, bạn cứ liên hệ theo số điện thoại 0962385818. Em sẽ tư vấn chi tiết cho các bạn hơn ha, về chi tiết cũng như về giá. Còn nội thất hàng ghế thứ hai ha, thì chúng ta sẽ là ngồi màu sáng thì cảm giác không gian ngồi nó sẽ rộng rãi và nó sẽ sang trọng hơn so với những chi tiết nội thất màu tối. Đó. Thì mỗi màu nội thất thì nó sẽ có những cái hay riêng. Ví dụ như màu trắng này thì chúng ta nó sang trọng mà nhiều lúc nó cũng hơi bẩn, ví dụ chúng ta vận hành nhiều nhưng mà chúng ta có vệ sinh thì nó cũng không có một vấn đề nào hết nhé các bạn ha. Bù lại thì chúng ta có một không gian nhìn rất là rộng rãi và nó thoáng hơn nhé các bạn. Đó. Rất là thoáng luôn. Thì chiếc xe này thì là nó có vận hành là hai cầu nhé các bạn ha. Cái này được vận hành là hai cầu toàn thời gian, là nó sẽ chủ động cho các bạn luôn ha, tùy theo cung đường. Ví dụ chúng ta chuyển qua chế độ là đường bùn hoặc đường cát hoặc đường tuyết thì nó sẽ phân bố lực kéo và mô men xoắn từng cầu trước và cầu sau ha, tùy theo địa hình á, nhưng mà phân bố cầu sau tối đa là 50% các bạn ha. Bây giờ chúng ta đi trong thành phố thì nó chủ yếu là nó sử dụng cầu trước đó. Thì cái hệ thống này nó rất là thông minh. Thì một số Hyundai thì là nó xài là hệ thống hát thì nó cũng giống như hệ thống này luôn các bạn ha. Thì mỗi hãng thì nó sẽ có một tên gọi khác nhau và hệ thống AWD. Đó, thì về điểm mạnh của chiếc xe này đó là về nội thất. Thì nội thất của chiếc xe này khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thì nó không thể nào mà khách hàng bị nhầm lẫn được. Ví dụ như dòng xe Santa Fe khi mà chúng ta đi ra ngoài thì ví dụ như khách hàng nào không biết thì họ không biết được phiên bản nào 2021 và phiên bản nào 2020. Đó, nếu mà khách hàng mà không biết nhiều về xe. Còn đối với chiếc Sorento này thì các bạn ha. Các bạn đi ngoài đường ra ví dụ như cụm đèn, con đèn hậu nó được đặt ngang xuống dưới này.
nó thanh thoát và nó tinh tế hơn. Đặc biệt là chúng ta sẽ có ở dưới này nó sẽ có chữ Sorento, tức là nó tạo nhấn mạnh cho chiếc xe này hơn ha các bạn. Đó. Và điểm đặc biệt của chiếc xe này đó là về cái gạt mưa thì nó sẽ giấu phía trong này luôn. Đó, một cái rất là hay của dòng xe Kia, nó làm cho chiếc xe nó sẽ tinh tế hơn. Ví dụ như các dòng của Santa Fe thì nó sẽ có gạt mưa sau này, là một chi tiết nó thiếu tinh tế các bạn ha. Đây thì một số khách hàng của em cũng thắc mắc, ủa sao chiếc xe này nó không có gạt mưa sau? Thì đây, gạt mưa nó sẽ nằm ở trong này nhé các bạn ha. Nó gặp ở trong này, rất là hay. Đó, một cái điểm của chiếc xe này so với chiếc Santa Fe á, thì là về phụ tùng thay thế cũng như về bảo dưỡng thì chiếc xe này nó rẻ hơn. Hiện tại giá của chiếc xe này nó cũng rẻ hơn chiếc Santa Fe, nó tầm khoảng 4 đến 50 triệu nhé các bạn ha, tùy phiên bản. Thì chiếc Sorento so với hồi trước thì nó cũng đã phá cách rất là nhiều. Nó luôn nằm trong top SUV bán chạy nhất ở nước ngoài nha các bạn ha. Các bạn cảm giác cửa đóng cực kỳ chắc này. Đó. Thì chiếc xe này chúng ta sẽ có hệ thống là điều khởi động là từ xa rồi lên kiếng tự động luôn, để giúp chúng ta nó vận hành nó mượt mà. Ví dụ như trời nắng thì chúng ta có thể là để nổ trước và chúng ta sẽ lên xe, sẽ giúp chúng ta nó đỡ ngợp hơn. Đó. Đó là về chi tiết của chiếc Sorento. Thì chiếc Sorento này á, thì lăn bánh ở một số thì ví dụ như chúng ta mà lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh luôn thì nó rơi vào khoảng là 1.479 các bạn. Là phiên bản 2.2 Signature. Còn phiên bản Premium thì là giá nó lên bản tại thành phố Hồ Chí Minh luôn khoảng 1.4 tỷ. Còn bản Luxury thì nó rơi khoảng 1.292 tỷ. Còn bản Deluxe là 1.182 tỷ các bạn ha. Thì là lên bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, chiếc Sorento All New. Cái chiếc xe này nó có tất cả là 8 màu nhé các bạn ha, để chúng ta lựa chọn. Thì màu đỏ, màu đen, màu đỏ mận, đỏ tươi, màu trắng, màu bạc, màu xám. Rồi màu xanh ngọc, màu xanh đen, màu nâu, cũng rất là nhiều màu để khách hàng có thể lựa chọn được ha. Thì em cũng giới thiệu qua và báo giá qua chương trình khuyến mãi của chiếc xe Sorento 2021 trong tháng 6 này nhé. Thì biết thêm về chi tiết thì các bạn cứ liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Em là Thuần, tư vấn bán hàng tại showroom Kia Bình Triệu nhé. Cũng như về cách sử dụng xe như thế nào thì các bạn cứ liên hệ em, thì em sẽ hỗ trợ về hướng dẫn sử dụng xe cho chúng ta, để chúng ta vận hành nó an toàn, nó sẽ mượt mà hơn, nó sẽ ổn định hơn ha. Thì chiếc Sorento này nó có rất là nhiều công nghệ. Nếu khách hàng mua xe lần đầu thì rất là nhiều công nghệ mà chúng ta không để ý, rất là hay mà chúng ta không để ý, thì nó mất đi cái đó của chiếc xe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bạn những video sau nhé.